AC và bố, câu chuyện về chiếc răng sâu. Ơ, con không được ăn bim bim nữa nhé. Con đói mà, con muốn ăn bim bim. Ăn đồ ngọt vào buổi tối là sẽ bị sâu răng đấy. Mau đi ngủ thôi nào con yêu. Daisy vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không được ăn bim bim. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, thời gian trôi đi. Ôi da, con bé đi ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé con yêu. Ôi trời, hóa ra Daisy chỉ giả vờ ngủ thôi. Daisy không nghe lời bố nên đã ăn vụng bim bim kìa. Nhâm nhâm nhâm, ngon quá đi. Sáng hôm sau. Ôi bố ơi, con đau răng quá. Con há miệng ra để bố kiểm tra nào. Ôi, bố đã nhìn thấy vỏ bim bim rồi. Con cần phải đi bác sĩ. Được rồi ạ. Đây chính là bác sĩ trong tưởng tượng của Daisy. À, con không đi đâu. Ơ kìa, Daisy. Daisy, con trốn đâu rồi? Hả? Bố thấy rồi nha. Daisy rất sợ đi bác sĩ nên tìm mọi cách để trốn bố. Bà ơi, có chuyện gì thế? Bà có thấy một cháu bé chạy qua đây không ạ? Dưới đó sao? Cho cảm ơn bà nhé. Khoan đã, sao bà cụ ấy trông quen thế nhỉ? Hả? Đây là quần áo của bà cụ mà. Vậy là bố đã phát hiện ra Daisy đóng giả thành bà cụ rồi. Bố tìm thấy con rồi nha. Không, con không đi bác sĩ đâu. Chào bác sĩ, răng con tôi bị đau, anh vào trong đi. Con không khám đâu. Cháu đừng sợ, bác khám một tí thôi là xong ngay. Há miệng ra nào. Răng của cháu bị sâu mất rồi. Sao ạ? Cháu cần phải loại bỏ chiếc răng sâu này. À, nào, đã xong. Lần sau cháu không được ăn vặt vào buổi tối và nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chào hai bố con nha. Sau đây là bản tin COVID-19. Mở kênh khác đi em gái. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chúng ta cần sử dụng nước rửa tay có chứa 60% nồng độ cồn trở lên, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Đừng có lo lắng, không sao đâu. Chào mẹ. Đây là khẩu trang, nước rửa tay. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Tạm biệt các con. Tạm biệt mẹ. Không được, anh phải đeo khẩu trang. Cứ tin ở anh. Em nhìn xem, anh rất khỏe mà. Chúng ta qua bên kia đi. Xin chào. Chúng ta cùng chơi đi. Được thôi, chơi trò bốn chuyện đi. Bắt lấy. Trời ơi, chúng ta nên đeo khẩu trang thì tốt hơn. Không không, em xịt khuẩn đi. Xịt cả lên người nữa. Không được, em cũng phải rửa tay. Chúng ta về nhà thôi. Anh thấy chưa, anh bị cảm rồi đó. Chúng ta về nhà đi. Mẹ ơi, có chuyện gì thế con gái? Con lạnh quá. Con đeo khẩu trang đi. Được rồi. Bác sĩ à, con trai tôi bị sốt và lạnh, anh có thể đến ngay không? Được, tôi sẽ tới ngay. Xin chào, bác sĩ, con trai tôi đây. Oh, no.
Đây là thuốc hạ sốt, mẹ cho bé uống luôn nhé. Vâng. Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu, nghe lời mẹ nhé. Tạm biệt bác sĩ. Tạm biệt. Các con nhớ phải đeo khẩu trang nhé. Bọn con biết rồi mà mẹ. Bé yêu đi ngủ. Chờ chị với. Đỡ theo em đi. Các con, đến giờ rồi. Các con ơi. Con gái ơi. Hai con, đến giờ đi ngủ rồi. Đi thôi. Không, con chưa buồn ngủ, con cũng chưa buồn ngủ. 10 giờ rồi, các con phải ngủ thôi. Đi thôi. Vâng ạ. Các con nằm đi. Bố đọc truyện cho các con nghe. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có hai nàng công chúa nhỏ. Chị ơi, chúng ta giả vờ ngủ thì bố đi ra ngoài đi. Em nhìn bố kìa, hai cô công chúa rất xinh đẹp và đáng yêu. Tốt lắm. Ra ngoài thôi. Bố đi rồi. Em gái, chúng ta dậy chơi đi. Được thôi. Chị, nhìn em nè. Hả? Tiếng gì thế nhỉ? Không được rồi, mình phải quay lại. Bố, nhanh lên chị. Nhanh lên. Mình nghĩ nhiều rồi. Bố đi rồi. Đánh lượt chị rồi. Có chuyện gì thế nhỉ? Hả? Mình có cách rồi. Bố đi rồi, vậy thôi. Chúng ta ra kia chơi đi. Gì thế nhỉ? Đây là cái gì vậy? Bố, bố. Hai con, lên giường ngay. La 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 la. Của con đây. Của con. La 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 la. Tốt lắm. Bố, sao bạn ấy không nhắm mắt? À, bây giờ các con đi ngủ thì bạn ấy cũng sẽ ngủ thôi. Vâng ạ. Một, hai, ba. Ngủ ngon nhé. Tạm biệt. Ngon quá. Thơm thật đấy. Con gái, ăn rau đi. Rau xanh rất ngon đấy. Không, con không ăn đâu. Con cũng không ăn. Bà bố con phải ăn hết tất cả chỗ này. Ôi không. Bố đi đâu thế? Trời ơi, kinh khủng quá. Không được nói với mẹ đâu nhé. Bọn con biết rồi mà. Tốt lắm. Ba bố con giỏi lắm. Hả? Cái gì đây? Tại sao ba bố con lại không ăn rau hả? Anh xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mình phải làm gì bây giờ?
bố con. Wow, hấp dẫn quá. Mọi người ăn đi. Gạt miếng rau này ra. Tốt rồi. Ngon lắm. Trời ạ. Mình phải làm gì đây? À, có cách rồi. Đây là gì thế ạ? Wow, đẹp quá. Trời ạ. Phải làm gì với số rau này đây? Mình sẽ cho rau vào đây. Thế là đã được một cốc sinh tố rồi. Wow, là sinh tố. Yeah. Thật là tuyệt. Sinh tố ngon lắm. Đó là rau củ mẹ xay ra đó.